những buổi văn nghệ lớn, chúng ta thỉnh thoảng gặp những nghệ sĩ ở Việt Nam qua trình diễn. Không khí nó rộng, nó bao la, nó không ấm cúng như cái hội trường bây giờ. Ở đây hôm nay chúng ta gặp lại nghệ sĩ Minh Cảnh, đó cũng là một niềm vui giữa khán giả và nghệ sĩ. Chúng ta không thể biết được 5 năm nữa, 7 năm nữa, 10 năm nữa, tuần tự rồi chúng ta sẽ ra. Chúng ta không còn dịp để tìm lại cái không khí như ngày hôm nay. Trận cõi vô thường, sanh lão bệnh tử, người người như nhau, hành trang khi đến lúc đi hai bàn tay trắng, không gì mang theo cuộc đời có con không không, thân là cát bụi đời còn lại người khác xài. Chúng ta chỉ mang theo được những gì chúng ta đã cho. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc tất cả quý vị có một buổi chiều Chủ nhật trong không khí vui vẻ của ngày Giỗ Tổ Cải Lương. Và một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị nghệ sĩ Minh Cảnh sẽ trở lại sân khấu cùng với nữ nghệ sĩ Lương Kim Thị qua trích đoạn Pháo Hồng Tiễn Bước Chân Em. Xin mời quý vị một tràng pháo tay để đón tiếp nghệ sĩ Minh Cảnh một lần nữa. Chào bà. Kìa, ông
kẻ từ miền xa xôi lắm. Đạp sương hà đổi gió tuyết trở về đây để làm gì? Để kể lại một chuyện đau thương của một kẻ sắp đăng trình. Đêm qua tôi có về nơi họ hẹn cùng, rồi chiều nào có dừng chân nơi quán lạ thì xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. Bye.
trường sinh. Còn tôi với cuộc đời không định hướng, mũi sập hồ sẽ vùi lấp bước chân qua. Khóc với sầu còn gì nữa đâu mà buồn vẫn nhớ. Thôi hết rồi. Ôi bao nhiêu lời mặt lòng nay gửi về đâu. Lòng của ta đã sôi cuộn máu.
hôn nhân. Hại sư phụ ta ngu đuổi mắt, và suýt chút nữa là đã giết bản ta và dư thúc phụ. Ta đã thề bọn phản đồ đã cha các con đã thầy thầy trò.